Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái chủ đề khác. Đó là đừng bao giờ hoài nghi vào chính mình. Và có những người họ có cái thói quen là họ luôn luôn không tin vào chính mình. Hoài nghi con người mình, hoài nghi suy nghĩ của mình, hoài nghi mọi cái hành động, mọi cái công việc mình làm. Rồi bắt đầu là họ hoài nghi người bạn họ chơi, họ hoài nghi ai đó họ làm việc chung với họ. Và thậm chí họ hoài nghi luôn cả cái con chó họ đang nuôi nữa. Các bạn hiểu không? Họ nhìn ai với ánh mắt luôn luôn là ánh mắt gì? Ánh mắt hoài nghi. Họ luôn tin người khác là giỏi, người khác là tốt, người khác là tuyệt vời, người khác là thông minh. Còn họ không tin vào chính mình có được những điều đó. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Chắc chắn là có. Và cái đó là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Mà chúng ta không làm lên được cái vấn đề gì, chúng ta cũng chả có mối quan hệ chất lượng tốt trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ không có những cái người bạn, thậm chí là người vợ của chúng ta tuyệt vời được. Bởi vì chúng ta luôn hoài nghi. Các bạn không? Bạn hoài nghi tất cả. Vậy thì cái câu chuyện đó như thế nào ạ? Hôm đó tự nhiên mình gặp một cái bạn gái. Bạn cũng rất là xinh đẹp, rất là giỏi, rất là may mắn. Cái câu chuyện của bạn gặp mình là bạn kể. Thầy có biết cái anh... À đâu, mình biết tại vì học cùng thời với bạn mà. Anh nói là bạn khen anh đó, anh rất là giỏi, rất là thông minh, rất là xuất sắc. Bây giờ anh đang là CEO, anh điều hành một cái công ty. Hồi kia xuất phát cái điểm anh thấp mà bây giờ anh qua những giai đoạn, bây giờ rất là thành công. Nó rất là tuyệt vời, bạn kể cái anh đó. Rồi, sau cái bạn kể sang cái chuyện bạn gái B. Cái con bé đó, thầy nhớ không? Mình nói nhớ. Con bé Thủy đó, hồi kia nó xuất phát điểm nó cũng thấp mà giờ nó giỏi ghê, qua mới có 4 năm mà nó đã mở ra được cái công ty bi phẩm, nó làm nó đi từng bước luôn. Bạn khen cái cô bé đó, khen rất là nhiều. Và đành dành những cái lời rất là tuyệt vời cho cái cô bé đó. Và bắt đầu mình mới hỏi tới bạn đó, vậy thì bây giờ cái công việc của em nó như thế nào nhỉ? Cái việc của em hiện tại như thế nào? Thì cái khung cảnh nói chuyện nó lại trái ngược nhau. Các bạn nhớ ra, bắt đầu là bạn nó toàn là những lời tuyệt vời không ạ? Em thấy việc của nhân em lúc này nó khó khăn quá. Cái sản phẩm của em, tức là họ không tin vào sản phẩm. Cái sản phẩm của em nó gặp rất nhiều vấn đề. Khách hàng của em nó không có thị trường để cạnh tranh. Bạn muốn nói toàn là những cái gì mà nó toàn là tiêu cực của bạn. Và thế là bạn không tin vào cái hành trình của bạn đang làm. Bạn không tin vào chính con người của bạn. Bạn đang hoài nghi những gì bạn đang làm. Bạn chỉ thấy người khác giỏi thôi, thấy mình thì tệ hại. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì những con người này họ rớt vào gì ạ? Mình diễn tả bạn này, những con người này họ rớt vào trường hợp gì? Họ đang đi trên cái hành trình A, cái con đường họ là đang trên con đường A này. Và dĩ nhiên chúng ta muốn đi về đích của con đường A là các bạn đâu ạ? Chúng ta phải nhìn cái con đường A, các bạn không nhận ra cái con đường A ạ? Cái con đường đó gì ạ? Chúng ta phải tập trung, chúng ta lái xe, chúng ta chạy xem nó có cái ổ gà gì. Cái con đường nó phải có những ổ gà chứ, nó có những cái chúng ta cần vượt qua chứ, nó có những trạm thu phí để chúng ta giải quyết vấn đề nó, để chúng ta luôn tập trung vào cái đề này để chúng ta mới về đích được. Các bạn nhận ra điều này chưa? Tuy nhiên họ đang đi trên hành trình A này mà họ cứ nhìn qua hành trình trên B như vậy nè. Các bạn hành trình B rồi, hành trình B kia là cái con đường của cái anh bạn trai đó đi, là đường mà họ cái đi, họ các bạn ơi, họ nhìn theo kiểu này. Họ quan tâm người ta đi gì, người ta bị gì, người ta giỏi gì mà họ không có nhìn cái hành trình của họ. Các bạn có phát hiện ra điều này không ạ? Mình gặp những cái bạn đó mà nói hãy tập trung vào vấn đề của mình, đừng lo vào cái chuyện của nhà hàng xóm. Chuyện của nhà hàng xóm để nhà hàng xóm lo. Bạn hãy đi hãy tập trung vào vấn đề của mình. Bạn muốn cái gì, trên con đường bạn đi nó gặp cái gì, làm sao tháo gỡ, công ty bạn hiện tại gặp cái gì, công việc kinh doanh bạn nó gặp cái gì, hành trình bạn gặp cái gì. Hãy tin vào chính mình và hãy làm điều đó. Hãy tập trung vào khối tháo gỡ, đừng có đi so sánh với người khác. Bạn sẽ mất năng lượng thôi. Thực sự những con người này lúc đầu họ rất là năng lượng, họ cũng rất là nhiệt huyết. Các bạn hình dung ra điều này cho mình, chứng kiến rất nhiều bạn rồi, mới gặp mình rồi về nhiệt huyết lắm, nhưng mà sao ạ? Một thời gian sau là họ bị mất liền. Vì sao họ bị mất các bạn biết không ạ? Các bạn muốn nhìn mình chia sẻ không ạ? Bởi vì họ lo nhìn qua hành trình B nè, họ lo nhìn hành trình C nè, họ lo nhìn hành trình D của người khác nè. Và họ quan tâm nhiều thứ quá, cái họ mất năng lượng đi, họ hết đi. Các bạn biết, chúng ta mà muốn đi về đích trên con đường của mình á, chúng ta không quan tâm vì có ai mà chúng ta còn mất rất nhiều công sức như này.
Chú ra điều này được chưa? Tại vì để giải quyết nó mất rất nhiều công sức để cho tao mới đi được. Mà chúng ta lại không lo, cứ lo ngó của người ta mà nó lại mất nữa. Bạn bạn là hên vô như chưa? Rồi quay về lại hình hình của mình thì thấy hình hình của mình toàn là gai góc các bạn, toàn là ổ gà ổ chuột không à. Thì cái năng lượng đâu mà làm? Bạn hình dung chưa? Một trong những cái cách á mà để các bạn mà tự tin vào chính mình á và không hoài nghi vào chính mình á là hãy gì? Hãy tin vào những việc đó mình làm được. Người khác làm được thì tôi làm được. Chìa khóa là ở tư duy và chiến lược. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chìa khóa là nằm ở tư duy và chiến lược. Và chúng ta cái gì? Cứ tập trung đi. Vướng cái gì thì đi tìm người giỏi hơn hỏi. Đừng có quan tâm tới người khác nhiều quá mà chúng ta mất năng lượng. Ok chưa? Hãy tự tin vào chính mình. Bạn cứ tin vậy. Tin vào ai? Tin vào chính mình. Tin vào kể cả các bạn mình nói cà lâm mà mình vẫn cứ tin vào chính mình. Các bạn nghe mình nói cà lâm nè. Và các bạn không tin lên, các bạn lên YouTube á, các bạn xem đầy những người vô comment à, ông này ổng nói cà lâm à, mình vui, mình mà cười, họ khen mình nói cà lâm. Mình chỉ sợ, mình chỉ nói bạn đó nè, mình chỉ ngại rằng là mình đang nói cà lâm mà bạn không nhận ra mình nói cà lâm. Chứ còn mình nhận ra mình nói cà lâm là mình tuyệt vời rồi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mỗi con người nó có một cái điểm hay, một cái điểm mạnh. Và chúng ta hãy tập trung vào đó. Hãy hiểu mình mạnh gì và tin vào chính mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ đăng ký đoạn YouTube của mình nha. Bấm vào cái chỗ đăng ký để khi mà mình có đoạn nào lên mới là các bạn biết liền. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.